Vâng, hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay MVP Game sẽ chia sẻ mẹo chơi tì mọc đồng từ đi rừng của kênh MVP Game. Và chúc anh em xem video của kênh MVP Game vui vẻ. Chúc anh em một ngày thật là nhiều niềm vui ý nghĩa. Thì hiện tại thì meta mới như thế nào? Meta rừng mới thì người ta sẽ lên cái đồ thiêu đốt anh em ơi. Đồ này thiêu đốt thật sự là rất là khỏe và farm rừng rất là nhanh. Thì sau khi ăn hai con quái lên level 2 mình bắt đầu vòng xuống dưới để gank anh em ơi. Thì meta rừng này thì khi mà chúng ta level 2 chúng ta vòng xuống dưới đi gank rất là hiệu quả luôn anh em ơi. Anh em thấy không? Vậy là có ngay ba mạng cho team rồi. Và hiện tại Momiji bên mình thì đang AFK anh em ơi. Rất là nhọ luôn, vớ được Momiji lại AFK. Quá là nhọ rồi. Rồi bị thanh niên kia nó làm cho chậm, không thể nào di chuyển được. Rồi farm nốt con quái này, bắt đầu ra đường giữa rồi anh em ơi. Đây là bảng ngọc cho tì nhá. Khi mà chúng ta đi rừng thì mình dùng bảng ngọc này là bảng ngọc cho sát thủ luôn anh em ơi. Cơ động thì hôm nay mình cũng sẽ lên cái đồ mới luôn anh em ạ. Rồi thì vòng ra đây thì để gọi là vừa farm lính vừa ganh nội thôi. Đấy thì nội đã mất nửa máu rồi. Và mình thì chỉ mất 1/4 máu thôi anh em ơi. Rồi rồi lại dùng chiêu 1 tiếp vô, sau đó thì bật chiêu 3 lên. Rồi má thanh niên sạch xô ma lự nói ra nó đu dây quá nhọ rồi, mất tốc biến rồi. Má còn Momiji thì còn AFK giờ mình nó ra thế chán không. Rồi mất một mạng rồi thì mình sẽ phục thù anh em nhé. Anh em có thể chụp ảnh lại bảng ngọc thì trang bị đây anh em ơi. Thì với trang bị kiểu này thì mình sẽ farm rừng rất là nhanh và ăn quái rừng này, ăn những con quái lớn rất là nhanh. Tại vì sao? Thì bây giờ thì cái đồ rừng ấy, cái đồ đầu tiên ấy thì nó sẽ thiêu đốt theo phần trăm máu. Và những cái đồ của mình lên hầu như là có máu. Và lên cái quạt nữa. Cái quạt này thì bây giờ thì nó sẽ cộng dồn đấy theo phần trăm máu của đối phương. Và chúng ta farm rừng sẽ nhanh hơn nhá. Đấy tầm giữa game mà anh em ăn mục tiêu lớn gọi là cực kỳ nhanh, cực kỳ bá đạo luôn. Thật sự mình thấy con này giờ nó farm nhanh kinh khủng luôn anh em ạ. Thật sự mình lâu không chơi từ tìm mà mình đúng là mình thấy cái meta này thật sự anh em lên đồ hiểu này rất là khỏe anh em ạ. Farm rừng nhanh thì mới đi gank được đúng không? Rồi sạch số ma lự đối phương gank rất là hiệu quả, đã được 3 mạng rồi, 3 đều ấy, anh em ơi. Rồi tiếp tục lại ra đường giữa gank tiếp, chắc là không chết đâu nhưng mà cứ gank tạo áp lực cho đối phương là được anh em ạ. Thì chơi tì thì những level đầu thì nên là gank anh em ạ. Thì nó rất là hiệu quả khi chúng ta dùng chiêu thứ nhất, à quên mất, chiêu thứ hai, sau đó anh em dùng chiêu thứ ba. Đấy chiêu thức của nó rất là đơn giản thôi nhưng mà thật sự là hiệu quả hơn rất là nhiều mà không cần phải độ có. Thì mình thay cái giày này bằng một cái giày tăng giáp nhá. Trận này thì có sạch số ma lự nên là phải lên kiểu đồ đấy anh em ạ. Rồi chúng ta cùng xem tì đi kiểu đồ này có khỏe không anh em nhá. Đấy farm rừng rất là nhanh. Thì đồ đầu tiên đó là mình lên viêm vương thương thì nó có 500 máu và 60 giáp anh em ơi. Thì cái đồ này nó sẽ đốt theo phần trăm máu này, phần trăm máu của bản thân 30 cộng 3% HP tối đa. Có nghĩa là mà mình càng nhiều máu thì nó sẽ đốt càng nhiều anh em nhé. Thì với cái đồ này thì khi chúng ta lên tanh mà chúng ta lên thì rất là hợp anh em ạ. Rồi một pha đi vòng xuống đường dưới để chuẩn bị canh của mình. Rồi bóp ai đây. Rồi đối phương hay quá, đối phương lùi về rồi. Rồi chưa level 6 và một thanh niên phải lên bảng 400 máu cho mình rồi. Rồi bóp rất là đau, 400 máu. Rồi thanh niên nắng thì chưa về được. Rồi nào làm gì, vẫn còn cố giao tranh. À nào may rồi, mất tốc biến rồi. Ok hai mạng rồi anh em ạ, hai mạng thuộc về mình rồi. Đối phương đã ít máu rồi, mất tốc biến hết với nhau rồi. Nào chuẩn bị rình dập con cá mập ở đây nào, xem thanh niên nào có bị dính chửa không. Đây rồi, canh rất là dễ anh em ạ. Đấy thì với cái bảng ngọc mà tăng tốc độ chạy thế này thì farm rất là nhanh anh em ạ. Rồi ma còn nội còn ít máu mà mình còn tốc biến thì mày xác định anh em ạ. Rồi không được rồi, đây rồi còn sạch xô ma lự làm gì ở đây đây. À mày oai lùi bạn nắng ơi, lùi ít máu này. Kaguya mặc dù là support nhưng mà đàm nó to lắm anh em ạ, kinh lắm. Rồi biến về thôi, 4 mạng rồi anh em ạ. Rồi những pha đầu canh rất là hiệu quả. Thanh niên Momiji AFK mãi mới vào, bây giờ thọt level thì không làm gì được cho team. Thì mình sẽ cố gắng canh đường giữa và đường dưới anh em ạ. Rồi đường dưới thế nào lại linh lực ngựa tiền bên mình lại chết mất rồi. Đấy thế là viêm vương thương farm rừng rất là nhanh anh em ơi. Tiếp theo là cái giày thì tùy mỗi trận thôi anh em ạ. Rồi tiếp theo là đồ thứ ba là minh đao nhật nguyệt anh em ạ. Chỉ có 600 máu, 35 tấn công, 20% thời gian hồi chiêu.
và nó có cả xuyên giáp nữa. Đấy, rất là hợp luôn cái đồ này nha. Đồ này có máu này và tỷ lệ lên đồ máu rất là hợp anh em ạ. Tại vì sao? Nó có một cái đặc điểm là anh em càng nhiều máu thì giáp anh em càng trâu. Đấy, rồi pha ganh này thì chắc chắn rồi, bóp cho mày phái lên bảng điểm số thì thôi. Rồi, thanh niên này vẫn chạy được. Rồi, bùn tí cơ. Rồi, vòng ra đây ganh cho nó chết luôn anh em ạ. Đây rồi, chuẩn bị này. Đây rồi, dùng chiêu 2 này, chiêu 3, sau đó bóp chiêu cuối. Rồi, lên bảng điểm số. Thanh niên không thể cựa được nữa rồi. Rồi, vào rừng farm tiếp thôi anh em ơi. Với cái đồ này thì rất là trâu nha. Anh em ít máu anh em không phải về đâu, đi vòng rừng là đầy máu luôn anh em ạ. Đi rừng rất là sướng với cái trang bị này. Rồi, thanh niên Mobiji chắc chắn chết rồi. Không còn cách nào khác anh em ạ, cứ farm đi. Farm để lấy lợi thế rồi. Được rồi, mình lên món thứ 3 rồi. Tiếp theo là cái đồ thứ 4 là quạt sơn chi hoa toàn. Tàn thì nó có 80 công nha, 375 máu, 10% tốc độ hồi chiêu. Và ngoài ra thì sát thương kỹ năng lên thì nó sẽ gây ra 2% máu tối đa cộng dồn tận 4 lần. Có nghĩa là 2% thì cộng dồn, có nghĩa là nó cộng lên được 8% máu tối đa đốt đối phương bị đốt anh em ạ. Và nếu mà quái rừng như các kiểu thì nó chỉ cộng mắc là dồn là 70 thôi anh em ơi. Nhưng mà lên kiểu lên sát thương phép mà đánh theo kiểu phần trăm máu này rất là sướng anh em ạ. Tại vì sao? Tại vì anh em ăn quái farm rất là nhanh anh em ạ. Về cuối game thì có thể là anh em bán đồ đấy đi cũng được. Hoặc là nếu lên cái đồ đấy mà solo với tank rất là ghê. Đấy, được cái là tì này khi mà lên kiểu đồ này anh em bật chiêu 3 lên này, cộng với cái đốt nó farm đường nó rất là nhanh anh em ạ. Ui trời ơi, tí là xong luôn. Rồi, không biết có ra bắt được sạch xô ma lự không đây. Có kịp không đây? Không kịp rồi. À, tiếc thế. Rồi, linh lọc ngựa tiền, team địch đang chuẩn bị ăn trụ rồi. Mày lớn ngỡ ra đi, tao áp chết luôn. Tưởng là mình lên tanh là mình yếu à. Không có yếu nha, rất là khỏe luôn. Và tiếp theo là đồ thứ 5 thì anh em lên tam đồ thiên quang, cái đồ kháng phép nhá. Đấy, nó có hồi chiêu nữa thì là anh em mắc được thời gian hồi chiêu luôn. Rồi. Rồi thì sau đó thì đồ thứ 6 thì anh em lên mặt quỷ tướng nhá. Đã lên công thì nhưng mà có giáp này. Đấy, rất là nhiều thứ. Đu dây vào ai đấy? Nào. Rồi đợi thời gian hồi chiêu thì sẽ lại tiếp tục bóp. À, mẹ con đội này. Mày đi. Mày làm gì? Chết đi con. Ok. Ui giời. Ôi nó nổ này. Tuyệt vời anh em ạ. Lại tiếp tục. Đấy, kiểu này vừa trâu này vừa đốt quái theo phần trăm máu rất là sướng này anh em ạ. À, con linh lộc này. Con linh lộc này. Làm gì? Làm gì? Ăn bóp. Chết ngay 71 này anh em ơi. Hỗ trợ 3 mạng rồi. Tuyệt vời, khỏe lắm anh em ạ. Đấy, meta hiện tại là lên cái đồ viêm vương thương này. Anh em nên lên nhá, nó khỏe mà farm rừng rất là nhanh. Đấy, khi farm rừng nhanh mình tranh thì mình gánh được team đúng không? Đấy, thì cái mặt nạ quỷ tướng cái đồ thứ 6 thì nó có 40 tấn công, 600 máu. Và khi mà máu dưới 35% thì sẽ tạo một lớp khiên. Ôi trời ơi, rất là sướng anh em ạ. Thì về cuối game thì anh em có thể bán đồ sát thương đi, anh em lên giáp phản cũng được nha. Kháng phép nữa cũng được, tùy từng trận thôi. Đấy, thì đây là đồ cơ bản cho tỷ, vừa có sát thương vừa có thời gian hồi chiêu và tanh anh em nhá. Tì chúng ta không nên lên full tanh. Tại vì sao? Về cuối game thì anh em rất là bị tù. Đấy, thì với kiểu lên đồ như thế này thì anh em cố gắng là ăn mục tiêu lớn nhất, nhanh nhất có thể nhá. Đấy, như mình này, mình ăn bạch tuộc này, sau đó thì ăn cái con ở trên đoạn Orochi này. Đấy, thì hiện tại thì cũng gần phút thứ 10 rồi, thì con Orochi chuẩn bị ra rồi. Thì farm nốt đợt rừng này thì bắt đầu là đi ganh để thả con bạch tuộc ra ăn trụ rồi anh em ơi. Rồi, không ai xuống dưới à, dồn hết lên trên thế này. Thế thì ăn Orochi luôn, Orochi ra đây này anh em ơi. Ăn luôn, à đây đâu, Momiji ra đây. Đâu rồi? Ra đây ăn luôn được rồi, ở đường dưới kìa. AD mới support đối phương kìa, ở dưới kìa, AD. Đúng là ngu thật đấy. Mày có lợi thế nó không ăn thì nó không muốn win à. Ra đây, một mình không trụ được anh em ạ. Bây giờ ăn Orochi thì anh em phải có người đỡ đòn nữa, chứ một mình thì nó đánh đau lắm. Orochi bây giờ nó khỏe rồi, kể cả chin nữa, ăn Orochi một mình rất là khó. Đấy, rồi. Mà nó không biết nhìn bản đồ kìa.
thật sự luôn. Rồi ping mãi rồi. Đấy nhưng nghe con nội nó phát hiện này. Tí thì vỡ mồm anh em ạ. Nào, làm gì? Mày làm gì? Rồi thả con bạch tuộc ở đây không hết mất rồi. Rồi rồi ra canh. Ấy, giờ đây ô. Giờ mới sờ được vào cái ngon thế, em xinh thế. Ok. Rồi, thiên hạ vô song anh em ạ, 8 mạng rồi. Đẩy đường tiếp thôi. Úi xua, thật sự đi rừng mà ra cái S đường thì phê anh em ạ, phê phải biết luôn. Nào, à đây rồi. Thằng này, thằng sạch xô nó farm rừng anh em ạ. Farm rừng thì mình xin luôn con bùa. Mà còn đội chìa máu gãi ngứa. Rồi đẩy trụ tiếp nào. Ở đường dưới thì cho team đẩy đường dưới mình. Mình thích kiểu phong cách kiểu như đẩy đưa lẻ thế này anh em ạ. Đấy. Rồi chơi tỷ thì anh em cộng mắc vào chiều thứ 3 khi đi rừng nhá. Sau đó thì chiều thứ 2 và cuối cùng là chiều cuối và chiều bị động, chiều thứ nhất ấy anh em nhá. Đấy. Thì đồ và trang bị anh em có thể tham khảo. Thì mình nói lại về chiêu thức của thức thần này thì là nó có một cái đặc điểm là quỷ bi. Khi mà máu của vị thức thần này càng nhiều thì nó sẽ chuyển đến thành giáp nhá. Đấy. Thì nói kỹ hơn là thế này, thì là cứ 3% máu của vị thức thần này sẽ chuyển đổi thành điểm giáp. Nếu mà trong vòng 10 giây mà không chịu sát thương thì điểm giáp sẽ chuyển đổi sẽ tăng đến 3,3 lần. Và trong 3 giây sau khi tham chiến sẽ giảm dần về vị trí bình thường. Đấy. Vừa rồi lại tiếp tục là lại có mạng rồi anh em ạ. Thì tiếp theo là chiêu bị động là La Sinh Môn. Trong vòng 5 giây nếu mà tấn công kích hoạt bị động trong 5 giây, nếu mà thức thần này mỗi lần tấn công thì sẽ tăng thêm 2% điểm vật lý và chuyên phép cho bản thân. Hiệu ứng này thì sẽ cộng đến tận 8 lần. Nên là cái quạt này lại rất là hợp cho tỷ anh em ạ. Rồi ăn trụ đường dưới thôi. Tiếp theo là chiêu quỷ diễm. Chiêu thứ hai thì anh em tăng tốc độ chạy 30% và bóp 2 lần đối phương hất văng lên anh em ạ. Tiếp theo là chiêu thứ ba là lục đạo quỷ vực. Anh em tạo ra những con quỷ xung quanh đây và hồi máu cho bản thân. Rồi bóp luôn. Nào làm gì? Làm gì? Úi dồi ôi. Ôi dồi, tự nhiên đu vào sao chết thế? Buồn cười, tự nhiên lại có mạng, tự nhiên biếu mạng mình. Tại sao mình không chết nhỉ? Tại sao mình vẫn khỏe thế này? Nào, chín một lần được chết cái nào. Mày có chiêu cuối thì tao cho chết luôn này. Ma còn nội hiệu ứng khó chịu thế. Rồi ôi, giết được mà hay quá, nắng bất tử luôn này. Tuyệt vời anh em ạ. Lại ra farm rừng tiếp. Rồi khỏe quá. Thật sự farm rừng nhanh chứ thật. Chơi những con nào farm rừng nhanh rất là đã. Chiêu cuối nhá, bàn tay địa ngục. Thì khi mà máu đối phương càng ít thì gây ra đam càng nhiều. Nên là anh em chú ý là khi mà máu đối phương càng đợi máu đối phương ít thì bóp rất là đau anh em ạ. Cộng với 25% máu đã mất, có nghĩa là máu đối phương mất càng nhiều thì chiêu cuối bóp càng đau anh em nhá. Dùng triệu hồi bàn tay ở địa ngục bóp đối phương nha. Gây sát thương phép và 25% máu đã mất. Và nếu mà chiêu cuối mà giết được địch ấy, thì nó sẽ lại nổ thêm và gây cho địch xung quanh thêm sát thương nữa anh em ạ. Hiện tại thì đối phương đã nổ 3 cái trụ rồi, chuẩn bị win thôi anh em ơi. Rồi, chuẩn bị đến rồi. Rồi, chiến luôn, không sợ bố con thằng nào. À đây con Linh Lộc. Linh Lộc này, ui xuồi, 800 máu anh em ạ. Bóp 800 máu thì còn gì là người nữa. Càng ép trụ thế này thì càng dễ win tại anh em. Tại vì sao? Tại vì lính nó ra thì mình lại hít được nhiều kinh nghiệm và tiền hơn anh em ạ. Rồi con nội hồ báo à, nó làm chậm mình khó chịu thế. Rồi win rồi anh em ơi. Vậy là video của mình đến là kết thúc rồi. Tạm biệt anh em, hẹn anh em những clip tiếp theo nhá. Hãy lên đồ đốt như mình nhá.